Những vụ học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường, sự tắc trách của người lớn và nỗi đau của gia đình. 5 năm sau cái chết của học sinh Gateway, chúng ta lại phải chứng kiến một trường hợp đau lòng khác ở Thái Bình vào tối ngày hôm qua. Một cháu bé 5 tuổi bị bỏ quên cả ngày trên xe đưa đón và tử vong thương tâm. Vào tối ngày hôm qua, thông tin đau lòng về trường hợp cháu bé học sinh mầm non tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón đã khiến nhiều người bàng hoàng. Vụ việc xảy ra tại trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2. Chia sẻ trên báo chí, một nhân chứng cho biết cháu H sinh năm 2019 trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư bị bỏ quên trên xe từ sáng ngày 29 tháng 5. Đến chiều phụ huynh đến đón nhưng không thấy con đâu, lúc này mới tá hỏa cùng các cô giáo và nhà trường đi tìm. Theo lời kể của nhân chứng, tại thời điểm phát hiện cháu bé, mọi người đã đạp cửa xe ô tô đưa đón, đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu lúc 18 giờ cùng ngày, nhưng cháu đã không qua khỏi. Đây không phải là vụ việc đau lòng duy nhất xảy ra. Trước đó, cái chết của bé trai 6 tuổi bị bỏ quên trên xe của trường Gateway cũng đã từng khiến nhiều người xót xa. Vụ việc xảy ra vào ngày 6 tháng 8 năm 2019 tại trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, có cơ sở tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vào sáng cùng ngày, gia đình đã đưa cháu bé Lê Hoàng Long ra ô tô đưa đón học sinh để đến trường. Đến 16 giờ 45, gia đình nhận được cuộc gọi của cô giáo phụ trách đón cháu bé thông báo cháu bé đã tử vong. Sự việc ấy xảy ra có lẽ vì nhiều lý do, mà rõ ràng nhất là sự tắc trách dây chuyền của hàng loạt người lớn. Sau vụ việc ở Gateway, đến tháng 9 năm 2019, thêm một cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường học ở Bắc Ninh, nhưng rất may cháu bé được cứu sống. Cháu bé kể trên tên L, thường gọi là Quy, sinh năm 1916 ở xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, được phát hiện bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí ở thôn Đoài, xã Hoài Sơn, huyện Tiên Du.